Mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng được 70% cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nội địa. Chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp, có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn quốc gia tại Việt Nam. Điều này cho thấy một lần nữa khẳng định ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh kinh tế của Việt Nam. Tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, sau tác động của dịch COVID-19 trên thế giới sẽ xuất hiện xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư sang các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam đón đầu xu thế đầu tư nước ngoài mới. Được biết, từ năm 2018 đến nay, Bộ Công Thương đã phối hợp với Samsung Việt Nam triển khai dự án hợp tác đào tạo tư vấn viên và tổ chức cải tiến sản xuất chất lượng cho doanh nghiệp chế biến chế tạo. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với sự tham gia của 140 doanh nghiệp trên cả nước. Chương trình đã đạt được những kết quả tích cực như tăng năng suất, thay đổi và nâng cao nhận thức về cải tiến sản xuất và chất lượng, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, chương trình vẫn chưa được triển khai rộng rãi, mang tính lan tỏa cộng đồng 1.800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận trình độ sản xuất toàn cầu. Vì vậy, ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp, sự hỗ trợ quyết liệt từ cơ quan trung ương, vai trò của các địa phương trong việc xây dựng các chính sách, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ riêng, đầu tư các nguồn lực trên địa bàn trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương là rất quan trọng và thiết thực.